Mến chào cả nhà đã trở lại với kênh Việt Lich, chuyên mục luyện thi quốc tịch Mỹ N400 phần Yes No học cấp tốc. Như tựa đề thì video này mình sẽ đi nhanh hơn, dành cho những bạn đã khá tiếng Anh rồi hoặc những bạn đã học qua N400 phần Yes No phiên bản chậm rồi thì có thể ôn lại qua video học nhanh này để tiện cho các bạn theo dõi, cũng như là để cho các bạn có thể dễ dàng tua nhanh qua những câu đã học rồi, khỏi phải coi video lại từ đầu. Thì những video như thế này mình đều có gắn timestamp ở phần bình luận được ghim, hoặc ở phần mô tả phía dưới, hoặc thậm chí phía dưới video cũng có chia mục theo thời gian. Ví dụ mình để 03.2.05 câu số 3, tức là nếu bạn nhấp vào con số 3 phút 5 giây này, bạn sẽ được tự động tua đến câu số 3. Như vậy bạn sẽ không phải nghe hết lại câu 1 và câu 2 mà chỉ cần học tiếp. Đây là một phương pháp học mới dành cho phần Yes No mà video cũ mình chưa có sử dụng phương pháp này. N400 phần Yes No có rất là nhiều câu trả lời No về những vấn đề như là tù tội hay khai gian v.v. Tuy nhiên chỉ có vài câu trả lời Yes mà buộc bạn phải học cho thật chắc để không nhầm lẫn. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn bạn học những câu Yes trước. Khi bạn đã học chắc những câu Yes này rồi thì những câu còn lại đa số đều trả lời No. Ở các câu trả lời No thì mình sẽ chỉ cho bạn một từ khóa giúp bạn nghe được từ đó và biết chắc câu đó trả lời No. Tuy nhiên vẫn tốt hơn nếu bạn có thể nghe được thêm một vài từ khóa được in màu đỏ để giúp bạn nhận biết câu hỏi đang nói về vấn đề gì, để bạn có thể trả lời một cách tự tin hơn, cũng như là giúp bạn làm quen trước với phần What mean, vì có thể người phỏng vấn sẽ hỏi nghĩa của từ trong câu và yêu cầu bạn giải thích. Tất cả các phần học N400, thông tin cá nhân, Yes No, What mean, 100 câu civics, 40 câu đọc viết, hay các video test thử, kiểm tra thử sau các phần học, cũng như là những video phỏng vấn thử đều có trong playlist trọn bộ luyện thi quốc tịch Mỹ ở ngay link góc phải bên trên. Bạn nhấp vào và tua xuống sẽ thấy tất cả. Quay trở lại với phần Yes No, cách để nhận biết đâu là câu hỏi Yes No, tức là câu hỏi trả lời Yes hoặc No. Những câu hỏi này thường bắt đầu bằng các động từ to be hoặc trợ động từ, ví dụ như have you, do you, did you, were you, are you. Câu hỏi bắt đầu bằng những từ nào thì bạn sẽ dùng lại những từ đó để trả lời, ví dụ như yes I do, yes I did, hoặc đơn giản hơn thì bạn có thể trả lời yes officer, no officer. Hoặc để thay đổi cách trả lời thì bạn có thể trả lời, ví dụ như người phỏng vấn là nam thì bạn trả lời yes sir hoặc no sir. Còn nếu người phỏng vấn là nữ thì bạn có thể trả lời yes ma'am, no ma'am, rất đơn giản. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những câu trả lời yes trước nhé. Câu số 1, đây là một câu hỏi phát sinh không có trong đơn N400, tuy nhiên gần đây lại hay bị hỏi. Do you pay taxes every year? Có nghĩa là bạn có trả thuế đều đặn hàng năm không? Thì chắc chắn bạn sẽ trả lời là yes, officer. Pay taxes là trả thuế, every year là mỗi năm. Do you pay taxes every year? Bạn có trả thuế đều đặn mỗi năm không? Đây là một trong những câu hỏi mẹo mà gần đây thường được hỏi, nhưng lại không có nằm trong những câu hỏi N400 phần yes, no. Nhưng mà bạn nên biết những câu này. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Do you pay taxes every year? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Do you pay taxes every year? Very good. Và bốn câu tiếp theo sau đây sẽ có chung một cụm từ là are you willing, có nghĩa là bạn có sẵn lòng, bạn có tình nguyện, bạn có sẵn lòng làm một cái điều gì đó không? Are you willing? Thì nếu như mà bạn nghe được câu hỏi mà are you willing, có cụm từ are you willing này, thì bạn trả lời yes, officer. Câu số 2, are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Có nghĩa là bạn có tình nguyện, sẵn lòng tuyên thệ cái lời trung thành với Hoa Kỳ không? Chỉ cần nghe được cụm từ are you willing là bạn đã biết được câu này sẽ trả lời là yes, officer. Và bạn có thể nghe thêm một cụm từ nữa để hiểu nghĩa của câu, đó là oath of allegiance, có nghĩa là lời tuyên thệ trung thành. Thì bạn nghe được are you willing và oath of allegiance thì bạn sẽ đoán được là câu đó hỏi bạn có tình nguyện tuyên thệ cái lời trung thành với Hoa Kỳ không. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Very good. Câu số 3.
If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Như mình đã nói thì trong câu này cũng xuất hiện cụm từ are you willing, nhưng lần này are you willing sẽ không xuất hiện ở đầu câu mà xuất hiện ở giữa câu. Thì chỉ cần bạn nghe được are you willing là bạn biết câu đó sẽ trả lời là yes officer, hoặc yes ma'am, hoặc yes sir, tùy bạn. Are you willing to bear arms on behalf of the United States? Có nghĩa là nếu luật pháp yêu cầu thì bạn có sẵn lòng cầm vũ khí lên để bảo vệ Hoa Kỳ không? Tất nhiên là bạn sẽ trả lời là có. Yes, officer. Are you willing? Có nghĩa là bạn có sẵn lòng bear arms. Bear arms có nghĩa là cầm vũ khí, mang vũ khí. On behalf of the United States. Thì trong câu này bạn chỉ cần nghe được are you willing là bạn đã biết là sẽ trả lời yes. Nhưng để biết thêm ý nghĩa của câu đó thì bạn nghe thêm bear arms. Bear arms có nghĩa là cầm vũ khí lên. Thì bạn có sẵn sàng cầm vũ khí lên để bảo vệ Hoa Kỳ không? Thì bạn sẽ trả lời là yes. Chỉ cần bạn nghe được hai cụm từ trên là được. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Very good. Câu số 4. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Có nghĩa là nếu luật pháp yêu cầu, thì bạn có sẵn lòng thực hiện các dịch vụ phi chiến đấu trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không? Thì cũng tương tự, bạn nghe được cụm từ are you willing thì chắc chắn bạn sẽ trả lời là yes, officer. If the law requires it, có nghĩa là nếu như mà luật pháp yêu cầu, nhưng cụm này bạn nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Bạn chỉ cần nghe được are you willing là bạn sẽ biết đó là câu trả lời yes. Và để hiểu thêm ý nghĩa của cái câu đó đang nói gì thì bạn có thể nghe thêm non-combatant services, có nghĩa là các dịch vụ phi chiến đấu như là làm y tá hay là nấu ăn, hỗ trợ trong quá trình chiến tranh. Non-combatant services. Non-combatant services. Chỉ cần nghe được hai cụm từ này là đủ. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Very good. Câu số 5. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Câu này hỏi nếu luật pháp yêu cầu thì bạn có sẵn lòng thực hiện các công việc quan trọng cho quốc gia dưới sự chỉ đạo dân sự không? Thì nghe được chữ are you willing chắc chắn bạn sẽ trả lời là yes officer. Và bạn có thể nghe thêm một cụm từ để hiểu nghĩa của câu đó là work of national importance. Work of national importance, đó là những cái công việc quan trọng. Thì bạn có sẵn lòng làm những cái công việc quan trọng cho quốc gia không? Work of national importance. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Very good. Câu số 6. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Bạn có ủng hộ cho hiến pháp và chính phủ Hoa Kỳ không? Ở đây bạn sẽ cần nghe là do you support, có nghĩa là bạn có ủng hộ, support là ủng hộ. Do you support, đây là câu hỏi yes, no, bạn có ủng hộ. Constitution là hiến pháp, Constitution. Thì chỉ cần nghe được hai cụm từ này thì bạn sẽ biết được là câu này hỏi bạn có ủng hộ cho hiến pháp và chính phủ của Hoa Kỳ không? Thì chắc chắn bạn sẽ trả lời là yes, officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Very good. Câu số 7.
Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Có nghĩa là bạn có hiểu rõ đầy đủ về cái lời tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ không? Do you understand là bạn có hiểu không? Oath of allegiance là lời tuyên thệ trung thành. Oath of allegiance. Thì chỉ cần bạn nghe được hai cụm là do you understand và oath of allegiance thì bạn có thể đoán ra được nghĩa của câu đó là bạn có hiểu về cái lời tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ không? Thì chắc chắn bạn sẽ trả lời là yes, officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Very good. Ở phía trên là những câu trả lời yes và tiếp theo đây là những câu trả lời no. Vì số lượng câu trả lời yes ít hơn, cho nên mình nghĩ là nếu như mà quá gấp rút, không có đủ thời gian, thì bạn có thể học những câu trả lời yes trước, học cho thật chắc. Thì sau đó, còn bao nhiêu thời gian thì bạn sẽ học những câu trả lời no sau. Câu số 8. Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? Có nghĩa là bạn có bao giờ tuyên bố hay khai mình là công dân Mỹ qua văn bản hay dưới bất kỳ hình thức nào khác chưa? Ở đây bạn sẽ cần nghe được là claimed có nghĩa là khai. Và chữ ever, đây là một cái tip mà có thể giúp bạn học những câu trả lời yes, no. Bạn lưu ý cái chữ ever. Cho tới hiện tại thì mình thấy là những câu mà có chữ ever, bạn nghe có chữ ever, thì đó là những câu yes, no và bạn sẽ trả lời là no, officer. Nhưng sau này nếu những người phỏng vấn họ biết được cái cách học tủ này thì có thể họ sẽ thay đổi. Nhưng cho tới hiện tại thì mình vẫn thấy những câu mà có chữ ever đều trả lời là no, officer. Thì ở câu này bạn nghe có chữ ever thì bạn biết đó là trả lời no, officer. Ngoài ra để hiểu cái câu đó đang nói gì thì bạn sẽ nghe thêm đó là US citizen. US citizen là công dân Mỹ. Thì have you ever claimed US citizen? Hai cụm từ đó thì bạn sẽ đoán ra được câu đó hỏi bạn có bao giờ khai mình là công dân Mỹ không? Thì bạn trả lời là no. Bởi vì hiện tại bạn là thường trú nhân có thẻ xanh, bạn chưa phải là công dân Mỹ nên bạn chưa thể nào khai mình là công dân Mỹ được. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever claimed to be a US citizen? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever claimed to be a US citizen? Very good. Câu số 9. Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Có nghĩa là bạn có từng đăng ký bỏ phiếu cho liên bang, tiểu bang hay bất kỳ địa phương nào không? Have you ever? Lại cái chữ ever, bạn nghe có chữ ever là bạn biết câu đó trả lời no. Ngoài ra bạn nghe thêm một chữ nữa, đó là chữ vote. Vote có nghĩa là bỏ phiếu, là đi bầu cử. Thì bạn có thể đoán ra được là câu này hỏi bạn có từng bao giờ bỏ phiếu, đi bầu cử chưa? Thì bạn sẽ trả lời là không, tôi chưa bao giờ bởi vì bạn là thường trú nhân. Chỉ có công dân Mỹ mới có quyền đi bầu cử. Cho nên câu này bạn sẽ trả lời là no, officer. Hai từ khóa đó là ever và vote. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Very good. Câu số 10. Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Có nghĩa là bạn có từng đi bỏ phiếu cho liên bang, tiểu bang hay bất kỳ địa phương nào không? Thì nó cũng tương tự như câu trên. Câu trên hỏi là bạn có từng đăng ký đi bỏ phiếu. Câu dưới hỏi bạn có từng bỏ phiếu chưa? Thì bạn cũng nghe được đó là chữ ever và chữ voted. Voted là quá khứ của vote. Vote hay voted thì bạn cũng đoán ra được cái ý nghĩa của câu này. Và bạn sẽ trả lời là no, officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Very good. Hai câu này tuy là hai câu nhưng thực chất bạn chỉ học một lần vì nó tương đối giống nhau. Bạn chỉ cần nghe được có chữ ever hay là have you ever và chữ vote
hoặc chữ vô địch thì bạn có thể đoán ra được ý nghĩa của câu hỏi đó và bạn sẽ trả lời là no officer. Câu số 11. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident? Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident? Có nghĩa là bạn có từng trốn khai thuế liên bang, tiểu bang hay ở địa phương từ lúc mà bạn có thẻ xanh không? Thì chỉ cần nghe được chữ ever là bạn biết câu đó trả lời là no officer. Ngoài ra để hiểu thêm ý nghĩa của câu đó thì bạn sẽ nghe được thêm là ever not filed tức là không khai, không có điền đơn, không có điền vào cái gì đó. Tax return tức là cái bộ hồ sơ khai thuế mà bạn điền vào để khai thuế mỗi năm. Not filed tax return tức là không khai thuế, không điền vào cái bộ hồ sơ khai thuế. Thì có hai cụm từ chính mà bạn cần nghe được là have you ever not filed và tax return. Thì đa số là ai cũng đều khai thuế đều đặn mỗi năm, cho nên đối với câu này thì thường đa số mọi người sẽ trả lời là no officer. Tuy nhiên nếu như bạn rơi vào cái trường hợp có một năm nào đó hay là một thời gian nào đó bạn không khai thuế thì họ sẽ có thêm một câu hỏi phát sinh, thì bạn sẽ trả lời câu này là yes và họ sẽ hỏi thêm một câu hỏi phát sinh. Câu hỏi phát sinh này mình sẽ không đề trong video này. Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì bạn có thể để lại bình luận và mình sẽ bổ sung thêm câu hỏi phát sinh đó cho bạn. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident? Very good. Câu số 12. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Có nghĩa là bạn có từng khai là bị vô năng hay là thiểu năng hoặc bị đưa vào bệnh viện tâm thần không? Ở câu này bạn cũng nghe được chữ ever và bạn biết đó là câu trả lời no officer. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm declared có nghĩa là khai. Incompetent có nghĩa là bị vô năng hay là thiểu năng, giống như là khuyết tật. Confined là bị giam. Mental institution là bệnh viện tâm thần. Thì bạn chỉ cần nghe được là have you ever, nghe được thêm chữ incompetent thì tốt, hoặc không nghe được thì bạn cần nghe được chữ mental institution. Mental institution là bệnh viện tâm thần. Thì bạn có thể đoán ra được ý nghĩa của câu này là bạn có từng bao giờ khai là mình bị thiểu năng hoặc bị giam vào bệnh viện tâm thần không? Thì bạn sẽ trả lời là no officer. Theo mình thì bạn chỉ cần nghe được have you ever và mental institution là bạn biết câu hỏi đó là trả lời no. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been declared legal incompetent or been confined to a mental institution? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been declared legal incompetent or been confined to a mental institution? Very good. Câu số 13. Have you ever been in jail or prison? Có nghĩa là bạn có từng bị ở tù chưa? Nghe được chữ ever là bạn biết đó là câu no officer. Và bạn nghe thêm chữ in jail có nghĩa là ở trong tù hoặc prison. Prison cũng là tù. Jail và prison đều có nghĩa là tù. In jail hay là prison có nghĩa là bị giam trong tù, bị ở tù. Bạn nghe được have you ever và in jail hoặc prison. Thì thường đa số mọi người sẽ trả lời là no. Tuy nhiên nếu như bạn rơi vào trường hợp mà câu này bạn trả lời yes, tức là bạn đã từng ở tù, thì họ sẽ có thêm một câu hỏi phát sinh dành cho bạn và câu hỏi phát sinh này mình cũng sẽ không đưa vào trong video. Tuy nhiên nếu như bạn rơi vào trường hợp này thì bạn có thể để lại bình luận thì mình sẽ bổ sung câu hỏi phát sinh đó cho bạn. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been in jail or prison? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been in jail or prison? Very good. Câu 14. Have you ever been convicted of a crime or offense? Có nghĩa là bạn có bao giờ bị kết án là có tội chưa? Have you ever? Lại chữ ever là bạn biết đó là đa số trả lời là no.
Convicted. Convicted có nghĩa là bị kết án. Crime là tội, hoặc offense. Hai chữ này đều có nghĩa là tội. Bạn nghe được một trong hai chữ crime hoặc là offense thì bạn chỉ cần nghe được là have you ever crime hoặc offense là bạn biết là câu này hỏi bạn có bao giờ bị kết án là có tội chưa. Crime và offense là hai từ mà thường gặp trong phần what mean. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been convicted of a crime or offense? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been convicted of a crime or offense? Very good. Câu 15. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? Có nghĩa là bạn có từng phạm tội hoặc giúp đỡ cho những hành vi phạm pháp mà chưa bị bắt không? Have you ever? Thì bạn sẽ trả lời là no, officer. Committed có nghĩa là phạm phải cái gì đó, ở trong trường hợp này là phạm tội. Thì cũng tương tự giống như câu 14, câu 15 bạn cũng chỉ cần nghe được là have you ever? Và bạn nghe được thêm chữ crime hoặc offense thì bạn biết câu này đang nói về cái việc phạm tội và bạn sẽ trả lời là no. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? Very good. Câu số 16 cũng tương tự. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? Câu này có nghĩa là bạn có bao giờ bị buộc tội vi phạm pháp luật hoặc cố gắng hỗ trợ cho việc vi phạm pháp luật không? Have you ever? Committing có nghĩa là phạm tội. Crime hoặc offense có nghĩa là tội. Và bạn sẽ trả lời là no. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? Very good. Thì cả ba câu 14, 15, 16 tuy là ba câu khác nhau, nhưng bạn chỉ cần nghe được chữ have you ever và bạn nghe thêm chữ crime hoặc offense là bạn biết đang nói về cái việc tội phạm và bạn sẽ trả lời là no. Câu số 17. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the US Armed Forces for any reason? Câu này có nghĩa là bạn có từng bị bắt, bị phạt tích kịch hoặc bị giam bởi bất kỳ người thi hành công vụ nào, bao gồm cả những quan chức viên của sở di trú hay là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vì bất kỳ lý do nào không? Thì nếu như bạn có từng bị bắt hoặc bạn có từng bị phạt tích kịch bao gồm cả traffic ticket tức là bị phạt giao thông thì bạn cũng phải khai. Thì nếu như mà bạn có từng bị bắt hay là bị phạt tích kịch bao gồm cả traffic ticket tức là bị phạt giao thông như là chạy quá tốc độ hay là vượt đèn đỏ thì bạn đều phải khai là có. Thì câu này tùy vào nếu như bạn đã từng bị tích kịch, bạn đã từng bị giam, bị bắt thì bạn sẽ trả lời là yes, officer. Còn nếu như bạn không bị tích kịch nào cả, chưa từng bị gì cả, thì bạn sẽ trả lời là no, officer. Thì nếu như mà bạn bị traffic ticket, tức là bị phạt giao thông, nhưng bạn đã trả tiền đầy đủ, trả tiền phạt đầy đủ và có biên lai thì bạn nên đem biên lai đến đưa cho họ ngay lúc đó. Và bạn nói thêm, sau khi bạn nói yes, officer, thì bạn sẽ nói thêm là yes, I got a traffic ticket, but I already took care of the fine. Có nghĩa là, vâng, tôi có bị một cái tích kịch nhưng mà tôi đã trả đầy đủ tiền phạt rồi. Và nếu có thì bạn nên đưa kèm thêm cả cái biên lai đưa cho họ. Và thay vì cái cụm từ traffic ticket, bạn có thể đổi đó thành speeding ticket. Nếu như mà bạn bị phạt vì chạy quá tốc độ thì bạn có thể đổi cái từ traffic ticket bằng chữ speeding ticket hoặc là running a red light ticket. Đó là nếu như bạn bị cái ticket vượt đèn đỏ thì bạn sẽ thay đó bằng cái cụm từ là running a red light ticket. Còn nếu như bạn không bị gì cả, không bị phạt, không bị tích kịch, không bị gì cả thì bạn sẽ trả lời là no, officer.
Thì ở câu này bạn sẽ cần nghe được đó là have you ever, và bạn nghe thêm chữ cited, có nghĩa là bị phạt tích cực. Thì chỉ cần nghe được hai cụm từ này là ok. Hoặc bạn có thể nghe thêm chữ arrested hoặc detained nếu bạn có khả năng. Nhưng chỉ cần hai cụm từ have you ever và cited là bạn hiểu câu này hỏi bạn có từng bị bắt như là traffic ticket hay là bị giam bởi bất kỳ người thi hành công vụ nào không. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been arrested, cited or detained by any law enforcement officer for any reason? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been arrested, cited or detained by any law enforcement officer for any reason? Very good. Câu số 18. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation or been paroled? Có nghĩa là bạn có từng bị án treo hoặc có tội nhưng đã được ân xá, được ra tù sớm nhờ cải tạo tốt không? Nghe đến chữ ever thì bạn biết câu trả lời là no officer. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm được là probation hoặc paroled, đều có nghĩa là được ân xá, được ra tù sớm nhờ cải tạo. Probation hoặc paroled. Ở câu này bạn sẽ nghe được hai cụm đó là have you ever và probation hoặc paroled. Tuy nhiên nếu như bạn rơi vào trường hợp này và bạn trả lời yes vì bạn có từng ở tù và được ân xá thì họ sẽ hỏi bạn thêm một câu hỏi phát sinh nữa. Và câu này mình sẽ không đưa vào trong video này. Nếu như bạn muốn biết câu hỏi phát sinh này thì bạn có thể để lại ở bình luận ngay bên dưới nhé. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation or been paroled? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation or been paroled? Very good. Câu số 19. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? Câu này có nghĩa là bạn có từng nhận một hình phạt nào hay một chương trình cải tạo nào thay vì đi tù không? Ví dụ như là được hoãn truy tố, hoãn xét xử không? Thì nghe đến chữ ever thì bạn biết câu này trả lời là no officer. Và bạn có thể nghe thêm một cụm từ nữa để đoán ý nghĩa của câu này. Đó là cụm từ alternative sentencing, có nghĩa là một cái chương trình cải tạo thay vì đi tù. Alternative sentencing. Alternative sentencing. Ở câu này bạn chỉ cần nghe được have you ever và alternative sentencing là bạn có thể đoán ra được câu này hỏi bạn có từng nhận một hình phạt nào hay một cái chương trình cải tạo nào thay vì đi tù không. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? Very good. Câu 20. Have you ever advocated the overthrow of any government by force or violence? Câu này có nghĩa là bạn có từng ủng hộ cho việc lật đổ chính quyền bằng bạo lực không? Ở câu này thì ngoài chữ have you ever thì bạn có thể nghe thêm cụm từ overthrow. Overthrow là lật đổ, government là chính phủ, lật đổ chính phủ. Thì nếu như bạn nghe được have you ever, overthrow và government thì bạn có thể đoán ra được là câu này hỏi bạn có từng ủng hộ cho cái việc mà lật đổ chính quyền bằng bạo lực không? Và đáp án của câu này là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? Very good. Câu 21. Have you ever been a member of or in any way associated with the Communist Party, any other totalitarian party or a terrorist organization? Bạn có từng gia nhập hay là một thành viên của đảng Cộng sản hay bất kỳ một cái đảng phái độc tài nào hay một cái tổ chức khủng bố nào không? Câu này có hai cách hỏi. Một là người ta sẽ hỏi nguyên một câu thật là dài. Hai là người ta sẽ cắt ra làm ba đoạn.
người ta sẽ cắt sau cái chữ Communist Party để bạn trả lời yes hay no. Rồi người ta sẽ hỏi tiếp any other totalitarian party, đợi cho bạn trả lời, rồi người ta mới hỏi tiếp là or a terrorist organization. Thì một câu đó họ có thể cắt ra làm 3 ý, hoặc người ta có thể gộp chung nó lại thành một câu dài. Thì khi nào mà người ta dừng thì bạn hãy trả lời. Nếu như người ta dừng ngay sau chữ Communist Party thì bạn trả lời ngay đó. Còn nếu như người ta đang đọc thì bạn đợi cho người ta đọc hết xong rồi bạn hãy trả lời nhé. Có chữ ever thì câu này sẽ trả lời là no officer. Member có nghĩa là thành viên. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm được 3 cụm từ sau. Communist Party có nghĩa là đảng cộng sản. Communist Party là đảng cộng sản. Từ này có thể xuất hiện trong phần what mean. Totalitarian Party có nghĩa là một cái đảng phái độc tài. Totalitarian Party và Terrorist Organization. Terrorist Organization là tổ chức khủng bố. Những từ trọng tâm trong câu này là have you ever, Communist Party, Totalitarian Party và Terrorist Organization. Thì chỉ cần nghe được những cái cụm từ trên là bạn có thể đoán ra được ý nghĩa của câu này. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party, any other totalitarian party or a terrorist organization? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party, any other totalitarian party or a terrorist organization? Very good. Câu 22. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? Câu này có nghĩa là bạn có từng kiếm chuyện bắt nạt một người nào khác vì họ khác chủng tộc, tôn giáo, hoặc họ đến từ một nước khác, hay khác thành viên nhóm xã hội hoặc tư tưởng chính trị không? Thì ở câu này khá là dài, nhưng bạn nghe được chữ ever thì bạn có thể đoán ra được câu này sẽ trả lời là no officer. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm những chữ sau. Persecuted. Persecuted có nghĩa là bắt nạt. Person là người. Hoặc bạn có thể nghe thêm là race là chủng tộc, religion là tôn giáo. Thì bạn có thể đoán ra được ý nghĩa của câu này là bạn có từng kiếm chuyện bắt nạt một ai đó vì người ta khác chủng tộc, tôn giáo không? Và đáp án là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever persecuted either directly or indirectly any person of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever persecuted either directly or indirectly any person of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? Very good. Câu 23. Have you ever been a habitual drunkard? Bạn có từng là một người thường xuyên say xỉn hay nói cách khác là một tên nghiện rượu bia không? Ở câu này bạn sẽ cần nghe được have you ever và habitual drunkard có nghĩa là một tên nghiện rượu. Habitual drunkard. Habitual drunkard. Và câu này bạn sẽ trả lời là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been a habitual drunkard? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been a habitual drunkard? Very good. Câu 24. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Bạn có từng bán hay nhập lậu những cái chất cấm, thuốc cấm hay chất gây nghiện không? Thì với câu have you ever, bạn sẽ trả lời là no officer. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm những cụm từ sau để hiểu nghĩa của câu. Sold có nghĩa là bán, đã bán. Sold, quá khứ của sell. Smuggled có nghĩa là buôn lậu, nhập lậu. Illegal drugs có nghĩa là thuốc cấm, những cái chất cấm. Và narcotics là chất gây nghiện. Narcotics, chất gây nghiện. Thì nếu như nghe được những cái cụm từ trên have you ever sold, smuggled, illegal drugs và narcotics
thì bạn có thể đoán ra được ý nghĩa của câu này hỏi: bạn có từng bán hay là nhập lậu những cái chất cấm, thuốc cấm hay là chất gây nghiện không? Và đáp án là no, officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Very good. Câu 25. Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Có nghĩa là bạn có từng bài bạc bất hợp pháp hoặc nhận nguồn thu nhập từ bài bạc bất hợp pháp không? Thì ngoài chữ have you ever, bạn sẽ nghe thêm là gambled illegally, có nghĩa là bài bạc bất hợp pháp. Illegally là bất hợp pháp, gambled là bài bạc. Gambled illegally. Và đáp án của câu này là no, officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Very good. Câu 26. Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? Bạn có từng làm gái hay dụ dỗ mua bán ai đó làm nghề mại dâm không? Ngoài chữ have you ever thì bạn có thể nghe thêm prostitute. Prostitute. Prostitute có nghĩa là gái mại dâm. Prostitute là gái mại dâm. Hoặc bạn có thể nghe được chữ prostitution có nghĩa là cái nghề mại dâm. Thì chỉ cần nghe được have you ever và bạn nghe được một trong hai cụm từ prostitute hay prostitution đều được, thì bạn có thể đoán ra được câu này hỏi: bạn có từng làm gái hay dụ dỗ mua bán ai đó làm nghề mại dâm không? Và đáp án là no, officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? Very good. Câu 27. Have you ever been married to more than one person at the same time? Bạn có từng kết hôn với nhiều người cùng một lúc không? Have you ever? Married là kết hôn, more là nhiều hơn, one person một người, same time là cùng một lúc. Thì bạn nghe được have you ever married more one person hoặc more than one person, là bạn có thể đoán ra được ý nghĩa của câu này. Và bạn sẽ trả lời là no, officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been married to more than one person at the same time? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. To more than one person at the same time. Very good. Câu 28. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Bạn có từng kết hôn với ai để nhận được cái quyền lợi nhập cư không? Tức là kết hôn giả. Have you ever? Nghe được chữ ever thì câu này trả lời là no, officer. Ngoài ra bạn nghe thêm married có nghĩa là kết hôn, immigration benefit là quyền lợi nhập cư. Và đáp án là no, officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Very good. Câu 29. Have you ever helped someone to enter or try to enter the United States illegally? Có nghĩa là bạn có từng giúp đỡ ai đó vào nước Mỹ bất hợp pháp không? Nghe đến chữ ever thì câu trả lời là no. Và bạn có thể nghe thêm là helped anyone là giúp đỡ ai đó, enter là vào, United States là nước Mỹ, illegally bất hợp pháp. Bạn có giúp ai đó vào nước Mỹ bất hợp pháp không? Thì bạn trả lời là no, officer. Thì để hiểu câu hỏi bạn sẽ cần phải nghe được những từ đó là have you ever helped anyone enter United States illegally? Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé.
Have you ever helped anyone to enter or tried to enter the United States illegally? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever helped anyone to enter or tried to enter the United States illegally? Very good. Câu 30. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Bạn có từng trốn trợ cấp cho người phụ thuộc của bạn hay không trả tiền trợ cấp cho họ không? Thì nghe đến ever thì bạn sẽ biết đó là no. Và bạn nghe thêm failed có nghĩa là thất bại, không hoàn thành. Ở đây được dịch đó là trốn trợ cấp. Support là trợ cấp. Dependence là cái người phụ thuộc của mình, ví dụ như là con cái. Pay alimony tức là tiền trợ cấp, trả tiền trợ cấp. Bạn có trốn trả tiền trợ cấp hay là trốn trợ cấp cho người phụ thuộc của bạn không? Thì bạn nghe được have you ever failed, và bạn có thể nghe được một là support dependents, hoặc bạn nghe pay alimony. Pay alimony là trả tiền trợ cấp. Thì bạn có thể đoán ra câu này hỏi bạn có từng trốn trợ cấp hay là không trả tiền trợ cấp không? Và câu này trả lời là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Very good. Câu 31. Have you ever lied to any US government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Bạn có từng nói dối với cán bộ quan chức chính phủ Hoa Kỳ để được vào nước Mỹ hoặc hưởng lợi ích nhập cư của Hoa Kỳ không? Have you ever? Thì câu trả lời là no officer. Lied là nói dối, khai gian. Gain entry là để được vào United States là Hoa Kỳ. Immigration benefits là những cái quyền lợi nhập cư, những cái lợi ích nhập cư. Thì thật ra ở đây bạn chỉ cần nghe được have you ever và lied là đủ. Lied có nghĩa là nói dối, khai gian. Thì bạn có bao giờ khai gian, tức là khai gian với cán bộ quan chức của Hoa Kỳ? Thì câu trả lời là no officer. Thì cả câu rất là dài nhưng bạn chỉ cần nghe một vài từ in đậm. Bây giờ hãy cùng nghe qua giọng Mỹ và xem bạn có nghe được những cái từ khóa đó không nhé. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever lied to any US government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever lied to any US government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Very good. Câu 32. Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? Bạn có bao giờ cung cấp cho các quan chức chính phủ Hoa Kỳ bất kỳ thông tin hay tài liệu gì mà giả hay là sai lệch không? Tức là bạn có bao giờ đưa ra những cái tài liệu giả, ví dụ như là giả ID hay là giả giấy tờ, vân vân. Have you ever? Thì câu này trả lời là no officer. Thì ngoài chữ have you ever, bạn có thể nghe thêm information là thông tin hoặc documentation là tài liệu. Một trong hai từ đó bạn có thể nghe một từ là được. False là sai, hoặc fraudulent là giả. Thì bạn chỉ cần nghe được là information false hoặc là documentation fraudulent là bạn có thể đoán ra được là câu này hỏi bạn có bao giờ cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ những cái thông tin hay là tài liệu gì mà giả hay là không đúng sự thật không? Và đáp án là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? Very good. Câu 33. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States?
Bạn có bao giờ khai gian hay là khai không đúng sự thật để nhằm nhận được phúc lợi xã hội không? Have you ever misrepresentation, đó là cái lời khai gian. Obtained là nhận. Public benefit là những cái phúc lợi xã hội, ví dụ như là food stamp. Thì bạn có khai gian để nhận cái phúc lợi xã hội đó không? Nếu không có thì bạn sẽ trả lời là no officer. Ở câu này bạn sẽ cần nghe được là have you ever misrepresentation và public benefit. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Very good. Câu 34. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? Bạn có từng bị đuổi, bị cấm nhập cảnh hay bị trục xuất khỏi nước Hoa Kỳ không? Removed có nghĩa là bị đuổi, bị loại khỏi, bị đuổi. Deported là bị trục xuất. Thì bạn chỉ cần nghe được have you ever và chữ deported là đủ. Hoặc bạn có thể nghe thêm chữ removed cũng được. Và đáp án câu này là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? Very good. Câu 35. Have you ever been ordered, removed, excluded or deported from the United States? Bạn có từng bị yêu cầu rời khỏi nước Mỹ hay bị cấm nhập cảnh chưa? Thì ở câu 34 thì họ hỏi bạn có từng bị đuổi hay là bị cấm nhập cảnh hay là bị trục xuất chưa? Còn ở câu 35 họ hỏi là bạn có từng bị yêu cầu cấm nhập cảnh hay là bị yêu cầu rời khỏi nước Mỹ không? Tuy nhiên câu 34, 35 và 36 nó sẽ rất là tương tự nhau. Bạn chỉ cần nghe được have you ever removed và deported là bạn biết câu này trả lời là no officer và câu này nói về cái việc trục xuất. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been ordered, removed, excluded or deported from the United States? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been ordered, removed, excluded or deported from the United States? Very good. Câu 36. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Bạn có từng bị đưa vào các tiến trình bị đuổi, bị cấm nhập cảnh, thu hồi phúc lợi di trú hay bị trục xuất khỏi nước Mỹ không? Thì cũng tương tự, ba câu 34, 35, 36 đều rất là giống nhau, cũng nói về cái vấn đề bị trục xuất. Thì bạn chỉ cần nghe được have you ever removal và deportation. Thay vì ở trên là removed, deported, thì ở đây họ sẽ thay bằng chữ removal và deportation. Nếu bạn nghe được chữ have you ever removal deportation thì bạn sẽ đoán được nghĩa của câu này nói về cái vấn đề trục xuất. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Very good. Câu 34, 35, 36 tuy là ba câu khác nhau nhưng nó đều nói chung về một cái vấn đề. Nên thực chất bạn chỉ cần học một lần là đủ. Bạn sẽ cần nghe được đó là have you ever removed, deported hoặc removal, deportation để đoán được nghĩa của câu. Và đáp án là no officer. Câu 37. Have you ever served in the US Armed Forces? Bạn đã bao giờ phục vụ cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chưa? Have you ever served là phục vụ US Armed Forces. US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Thì bạn chỉ cần nghe được have you ever và bạn nghe thêm US Armed Forces. Thì nếu như mà bạn không có tham gia vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, chưa bao giờ phục vụ cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, thì bạn sẽ trả lời là no officer. Và nếu như bạn không có tham gia hay là phục vụ cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ thì rất là nhiều câu tiếp theo
họ sẽ nói về lực lượng vũ trang Hoa Kỳ thì bạn chỉ cần nghe được chữ US Armed Forces là bạn biết ngay câu trả lời sẽ là no. Thì bạn biết người ta đang hỏi đến những cái vấn đề như đào ngũ, nhập ngũ, những cái vấn đề về liên quan đến lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Tuy nhiên bạn không có tham gia nên tất cả những câu đó bạn sẽ trả lời no. Và bạn chỉ cần nghe được chữ US Armed Forces. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever served in the US Armed Forces? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever served in the US Armed Forces? Very good. Tiếp theo câu 38. Have you ever deserted from the US Armed Forces? Bạn đã bao giờ đào ngũ khỏi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không? Thì cũng tương tự như câu trên, nếu như bạn không tham gia vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, thì khi bạn nghe đến chữ US Armed Forces, bạn sẽ biết câu này nói về cái lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và bạn trả lời là no officer. Deserted là đào ngũ. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever deserted from the US Armed Forces? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever deserted from the US Armed Forces? Very good. Câu 39. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received any other than honorable discharge while in the US Armed Forces? Bạn có từng bị đưa ra tòa án quân sự, bị cách chức hành chính, bị kỷ luật hoặc bị yêu cầu giải ngũ trong khi phục vụ lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không? Thì câu này đa số mọi người sẽ trả lời là no officer, vì mình không có tham gia vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Thì bạn chỉ cần nghe được have you ever và chữ US Armed Forces là đủ. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm là court-martialed, tức là bị đưa ra tòa án quân sự. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received any other honorable discharge while in the US Armed Forces? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received any other honorable discharge while in the US Armed Forces? Very good. Câu 40. Have you ever left the United States to avoid being trapped in the US Armed Forces? Bạn có từng rời khỏi nước Mỹ để tránh nhập ngũ không? Left là rời khỏi, United States, Hoa Kỳ. Avoid, tránh, US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Thì chỉ cần nghe được chữ have you ever và US Armed Forces thì đa số chúng ta sẽ trả lời là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the US Armed Forces? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the US Armed Forces? Very good. Câu 41. Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? Bạn có từng được giải ngũ khỏi các khóa huấn luyện quân sự trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vì lý do bạn là người nước ngoài không? Thì tương tự câu này bạn cũng trả lời là no officer, vì nó liên quan đến lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? Very good. Câu 42. Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces? Bạn đã bao giờ nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không? Applied là nộp đơn, exemption là miễn. US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, thì bạn chỉ cần nghe đến lực lượng vũ trang Hoa Kỳ US Armed Forces là bạn sẽ trả lời câu này là no officer. Từ câu 37 đến câu 42 rất là nhiều câu và khá là dài, tuy nhiên bạn chỉ cần nghe được have you ever và nghe được chữ US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Thì nếu bạn không tham gia vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ thì tất cả những câu này bạn sẽ trả lời là no officer. Và bạn chỉ cần nghe được
cái cụm từ lực lượng vũ trang Hoa Kỳ để bạn nhận biết ra câu hỏi. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces? Very good. Câu 43. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Bạn có từng là thành viên hoặc tham gia vào bất kỳ tổ chức, hiệp hội, đảng phái, câu lạc bộ hay bất kỳ nhóm hoạt động tương tự ở Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới không? Thì nghe đến have you ever, ever thì bạn sẽ trả lời là no officer. Và để hiểu nghĩa của câu thì bạn có thể nghe thêm một số từ như là member là thành viên, organization là tổ chức, hoặc party là đảng, club là câu lạc bộ. Bạn chỉ cần nghe được have you ever, member và một trong những cái từ như là organization hay là party hay là club đều được, thì bạn có thể đoán ra được cái câu này hỏi bạn có là thành viên hay là tham gia vào bất kỳ một cái tổ chức nào đó không. Ví dụ như là bạn đi chùa hay là đi nhà thờ thì đó cũng là một cái tổ chức, thì bạn có thể kể ra. Còn nếu không thì bạn sẽ trả lời là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Very good. Thì những câu trên đều là những câu yes, no, bắt đầu bằng chữ have you. Những câu tiếp theo sẽ không có chữ have you mà sẽ bắt đầu bằng trợ động từ hoặc là động từ to be để bạn nhận biết đó là câu hỏi yes, no. Ví dụ như là are you, do you, did you, were you, vân vân. Câu 44. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? Câu này hỏi bạn có phải là nam giới và đã từng sống ở Hoa Kỳ khi mà bạn ở độ tuổi từ 18 đến 26 không? Nếu như bạn có sống ở Hoa Kỳ trong cái độ tuổi từ 18 đến 26 thì bạn sẽ trả lời là yes, và nếu như không thì bạn sẽ trả lời là no, và câu này chỉ dành cho nam giới. Thì câu này người ta chỉ nhắm vào những bạn là nam giới có thể sanh và ở Hoa Kỳ trong độ tuổi từ 18 đến 26 tuổi, thì những bạn đó cần phải đăng ký vào sở quân vụ để lấy cái số Selective Service Number, số quân vụ. Thì câu này có bạn sẽ trả lời yes, có bạn sẽ trả lời no. Nếu bạn có thẻ xanh và ở Hoa Kỳ từ độ tuổi 18 đến 26 tuổi thì bạn nên đăng ký cái số này càng sớm càng tốt. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? Very good. Câu 45. Are you currently a member of the US Armed Forces? Câu này hỏi có phải bạn hiện đang là một thành viên trong quân đội Hoa Kỳ không? Thì nếu như bạn không tham gia vào quân đội Hoa Kỳ thì bạn sẽ trả lời là no officer. Nếu có thì bạn sẽ trả lời là yes. Và nếu như bạn trả lời yes thì họ sẽ hỏi bạn thêm hai câu phát sinh nữa mà mình không có đề cập trong video này. Nếu bạn rơi vào trường hợp đó thì bạn có thể để lại bình luận và mình sẽ bổ sung hai câu phát sinh đó cho bạn. Are you currently, tức là bạn có hiện, hiện tại bạn có member là thành viên, US Armed Forces là quân đội Hoa Kỳ. Thì bạn có phải là thành viên của quân đội Hoa Kỳ không? Nếu không thì bạn sẽ trả lời là no. Thì ở câu này bạn sẽ nghe được là Are you currently member và US Armed Forces? Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé.
Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Very good. Câu 46. A removal, exclusion, rescission or deportation proceedings currently pending against you. Có phải bạn đang chờ xử lý cho những cái thủ tục sau, những cái tiến trình đuổi hay là cấm nhập cảnh không? Thì bạn nghe câu bắt đầu bằng chữ are, thì bạn biết đó là câu hỏi yes, no. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm chữ removal, removal hoặc chữ deportation. Deportation là trục xuất, thì bạn có thể đoán ra được câu này. Pending có nghĩa là đang chờ xử lý. Tuy nhiên bạn chỉ cần nghe được chữ or removal và deportation là bạn biết người ta đang hỏi về cái vấn đề trục xuất. Thì bạn sẽ trả lời là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. A removal, exclusion, rescission or deportation proceedings currently pending against you. Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. A removal, exclusion, rescission or deportation proceedings currently pending against you. Very good. Câu 47. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Bạn có nợ bất kỳ khoản thuế liên bang, tiểu bang hay địa phương nơi bạn ở đã quá hạn mà vẫn chưa trả không? Cẩn thận, câu này khác với cái câu trên. Câu này mình sẽ trả lời là no, vì họ hỏi bạn có nợ thuế không thì bạn trả lời là no. Những cái câu ở đầu video thì người ta hỏi là bạn có trả thuế đều đặn mỗi năm không thì bạn phải trả lời yes, nên bạn phải nghe cho thật kỹ. Ở câu này bạn sẽ cần nghe được là do you owe. Owe là nợ, bạn có nợ. Overdue là quá hạn. Taxes là những cái khoản thuế, thì bạn có nợ những cái khoản thuế nào mà đã quá hạn chưa trả không? Do you owe, overdue và taxes. Và đáp án là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Very good. Câu 48. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Bạn có hiện hay là đã từng có chức tước được thừa kế hay địa vị quý tộc gì ở nước ngoài không? Thì nếu như không có chức vị thừa kế gì cả thì bạn sẽ trả lời là no officer. Còn nếu như bạn trả lời yes thì người ta sẽ có thêm một câu hỏi phát sinh. Hereditary title. Hereditary title là một cái địa vị chức tước. Order of nobility cũng như vậy. Order of nobility cũng là một cái địa vị quý tộc. Cũng là hai chữ này sẽ xuất hiện trong phần what mean. Hereditary title hay là order of nobility là những cái chức tước hay là địa vị quý tộc mà được thừa kế. Và bạn sẽ trả lời là no officer nếu như bạn không có. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Very good. Câu 49. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Bạn có bao giờ lợi dụng trẻ em dưới 15 tuổi để giúp đỡ hoặc hỗ trợ ai đó tham gia chiến đấu không? Ở câu này tuy không bắt đầu bằng chữ have you, nhưng có chữ ever. Thì có chữ ever thì bạn biết câu này trả lời là no officer. Did you ever? Use là sử dụng. Person under 15 years, tức là trẻ em dưới 15 tuổi. Person under 15 years. Chỉ cần bạn nghe được cái chữ ever và nghe chữ person under 15 years là bạn có thể đoán ra được câu này đang nói đến cái việc mà lợi dụng trẻ em dưới 15 tuổi, thì bạn sẽ trả lời là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Did
Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Very good. Câu 50. Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? Bạn có bao giờ tuyển, đăng ký nhập ngũ cho, yêu cầu hoặc dùng trẻ em dưới 15 tuổi để phục vụ hoặc giúp đỡ cho một lực lượng hoặc một nhóm vũ trang nào không? Thì cũng tương tự như câu trên, bạn nghe được chữ ever và bạn nghe thêm chữ person under 15 years, tức là cũng liên quan đến cái việc mà sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi, thì bạn sẽ trả lời là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? Very good. Câu 51. Did you ever self give or provide weapons to any person or helped another person self give or provide weapons to any person? Bạn có bao giờ bán hay cung cấp vũ khí cho bất kỳ ai hay giúp đỡ ai bán hoặc cung cấp vũ khí không? Nghe đến chữ ever thì bạn biết câu này sẽ trả lời là no officer. Và bạn có thể nghe thêm như là sell, có nghĩa là bán. Weapons là vũ khí, từ này cũng xuất hiện trong phần what mean. Sell weapons là bán vũ khí. Câu này bạn chỉ cần nghe được ever, sell và weapons thì bạn có thể đoán ra được ý nghĩa của câu này, là nói đến cái việc mà buôn bán vũ khí. Nếu như bạn trả lời yes cho câu này thì họ sẽ có thêm hai câu hỏi phát sinh. Tuy nhiên đa số mọi người đều trả lời là no. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell, give or provide weapons to any person? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell, give or provide weapons to any person? Very good. 52. Did you ever receive any type of military, paramilitary or weapons training? Bạn có bao giờ được huấn luyện trong quân đội, bán quân sự hay được huấn luyện sử dụng vũ khí không? Nghe đến chữ ever thì bạn biết câu trả lời là no officer. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm received là nhận. Thực chất thì bạn chỉ cần nghe được ever là bạn biết câu đó trả lời no. Ngoài ra bạn nghe thêm như là military, tức là nói về quân sự. Weapons training là huấn luyện sử dụng vũ khí. Nghe được những từ này thì bạn có thể nắm được câu này đang nói đến vấn đề quân đội và huấn luyện sử dụng vũ khí. Thì bạn sẽ trả lời là no. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Did you ever receive any type of military, paramilitary or weapons training? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Did you ever receive any type of military, paramilitary or weapons training? Very good. Câu 53. Between March 23rd, 1933 and May 8th, 1945, did you work for or associate in any way with the Nazi government of Germany or any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany or any German Nazi or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp or transit camp? Câu này rất là dài, tuy nhiên nó không áp dụng cho tất cả mọi người bởi vì đa số những người thi quốc tịch hiện tại đều sinh sau năm 1945. Nên nếu như bạn sinh sau năm 1945 thì bạn không cần phải quan tâm đến câu này và họ sẽ không hỏi câu này đâu ạ. Câu này chỉ dành cho những ai sinh trước năm 1945. Tuy nhiên mọi người thi quốc tịch hiện tại đều sinh sau năm 1945, cho nên họ sẽ không hỏi câu này. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with
the Nazi government of Germany, or any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany, or any German Nazi, or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp. Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with the Nazi government of Germany, or any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany, or any German Nazi, or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp. Câu 54. Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? Bạn có bao giờ tham gia hay giúp một nhóm hay là tổ chức nào mà sử dụng vũ khí để gây gỗ hay đe dọa đến người khác không? Câu này cũng có chữ ever. Thì nếu bạn nghe đến chữ ever thì bạn sẽ trả lời là no officer. Were you ever a part, là bạn có từng là một phần, a part là một phần, group là nhóm, hoặc bạn nghe được organization là tổ chức, used weapon là sử dụng vũ khí, against là chống lại, person là một người nào đó. Ở câu này bạn chỉ cần nghe đến chữ ever, hoặc bạn nghe thêm là part, group hoặc organization, used weapon against person, là bạn có thể đoán được câu này đang nói đến việc bạn có tham gia vào một cái nhóm nào đó mà sử dụng vũ khí gây gỗ đánh nhau đe dọa người khác không. Và đáp án sẽ là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? Very good. Câu 55. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever served in any of the following? Labor camp, detention facility, prison camp, prison or jail, or any other place where people were forced to stay? Bạn có từng làm việc, hoặc từng làm tình nguyện viên, từng đi lính, hay phục vụ cho những trại lao động, trại giam, trại tù, nhà tù, hay một nơi nào đó mà bị bắt phải ở đó không? Câu này cũng có chữ ever, cho nên bạn sẽ trả lời là no officer. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm worker là công nhân, volunteer là tình nguyện viên, soldier là người lính. Hoặc bạn có thể nghe thêm như là labor camp, trại lao động, prison hoặc jail là trại tù. Thì bạn có thể đoán ra được câu này nói đến cái vấn đề làm việc tình nguyện hay là phục vụ trong những cái trại lao động hay là tù giam. Và đáp án là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Were you ever a worker, volunteer, or soldier? Or did you otherwise ever serve in any of the following? Labor camp, detention facility, prison camp, prison or jail, or any other place where people were forced to stay? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Were you ever a worker, volunteer, or soldier? Or did you otherwise ever serve in any of the following? Labor camp, detention facility, prison camp, prison or jail, or any other place where people were forced to stay? Very good. Câu 56. Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide, torture,
killing or trying to kill someone, badly hurting or trying to hurt a person on purpose, forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations, or not letting someone practice his or her religion. Bạn có từng bao giờ tham gia vào những cái vụ việc sau dưới bất kỳ một hình thức nào không? Tiêu diệt một cái chủng tộc, tra tấn, giết người, cố tình làm bị thương hoặc ép buộc quan hệ tình dục hay ngăn cản họ theo tôn giáo mà họ muốn không? Thì nghe đến chữ ever thì bạn biết câu trả lời là no officer. Câu này khá là dài và họ có thể hỏi bằng hai cách. Một là họ sẽ hỏi nguyên một câu rất là dài. Hai là họ có thể cắt ra thành nhiều đoạn khác nhau. Ví dụ họ sẽ cắt sau cái chữ genocide, sau chữ torture, sau killing and trying to kill someone, hoặc barely hurting or trying to hurt a person on purpose, hoặc sau cụm từ forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact, hoặc not letting someone practice his or her religion. Thì trong lúc họ hỏi nếu như họ ngừng ở đâu thì bạn sẽ trả lời lúc đó. Còn nếu như họ không ngừng mà họ đọc nguyên một câu thì bạn đợi người ta đọc hết một câu đó rồi bạn hãy trả lời. Và câu này bạn sẽ trả lời là no officer. Ngoài ra bạn cũng nên nghe được những cái từ in đậm sau để hiểu nghĩa của câu. Và những từ này cũng là những từ sẽ xuất hiện trong phần what mean. Genocide có nghĩa là tiêu diệt, diệt nguyên cả một chủng tộc. Torture là tra tấn. Killing là giết. Giết người. Hurt là làm đau, làm bị thương. Force sexual contact là ép quan hệ tình dục. Not letting, không có để ai đó practice religion, ngăn cản ai đó theo tôn giáo của họ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe qua giọng Mỹ và xem bạn có nghe hết được những từ này không nhé. Again, were you ever genocide, torture, killing, hurt, force sexual contact, not letting practice religion? Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide, torture, killing, or trying to kill someone. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose. Forcing, or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations. Or not letting someone practice his or her religion. Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide, torture, killing, or trying to kill someone. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose. Forcing, or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations. Or not letting someone practice his or her religion. Very good. Câu 57. Were you ever a member of, or did you ever serve in, helped or otherwise participate in any of the following groups? Military unit, paramilitary unit, police unit, self-defense unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, militia, or insurgent organization. Bạn có từng là một thành viên hay phục vụ tham gia vào những cái tổ chức sau: đơn vị bộ đội, đơn vị bán quân sự, đơn vị cảnh sát, đội tự vệ, đội dân phòng, nhóm bạo loạn, nhóm chống lại chính phủ như là đội du kích, đội dân vệ hay là tổ chức phản động không? Thì nghe đến chữ ever thì bạn sẽ biết câu này trả lời là no officer. Tuy nhiên bạn có thể nghe thêm một số từ sau. Member là thành viên, military unit là đơn vị quân đội. Chỉ cần nghe được ba chữ này là đủ. Ever, member và military unit là đủ. Hoặc bạn có thể nghe thêm một trong những đơn vị khác như là police unit, rebel group, militia. Đáp án là no officer. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups? Military unit, paramilitary unit, police unit, self-defense unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, militia, or insurgent organization? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups? Military unit, paramilitary unit, police unit, self-defense unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, militia, or insurgent organization? Very good. Câu 58. Were your parents married before your 18th birthday?
Có phải bố mẹ của bạn đã kết hôn trước khi bạn 18 tuổi không? Thì nếu như ba mẹ của bạn đã kết hôn trước khi bạn 18 tuổi, tức là thường đa số ba mẹ đều kết hôn trước khi bạn 18 tuổi, thì bạn sẽ trả lời là yes officer. Còn nếu như bạn rơi vào trường hợp ngược lại thì bạn sẽ trả lời là no officer. Ở câu này bạn sẽ cần nghe được your parents là bố mẹ của bạn married, là kết hôn, before 18 birthday, trước khi bạn 18 tuổi. Hãy cùng nghe qua giọng Mỹ nhé. Were your parents married before your 18th birthday? Nghe lại một lần nữa và lần này bạn sẽ tự trả lời nhé. Were your parents married before your 18th birthday? Very good.